dùng miệng bắn tia nước vào con mồi và sau đó là nhảy lên đớp mục tiêu. Thân hình chỉ bằng hai ngón tay người lớn, nhưng với cấu tạo miệng đặc biệt, loài cá này trở thành nỗi khiếp sợ với những con côn trùng chẳng may lờ đễnh bay gần mặt nước. Đây là những chú cá mang rổ, hay còn được gọi là cá cung thủ. Đúng như tên gọi, loài cá này được ví như những tay thiện xạ dưới mặt nước bởi đã nhắm bắn là ắt trúng. Bè cá Bảy Bon nằm giữa sông Hậu, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đang nuôi và cho nhân giống hàng trăm cá thể cá mang rổ. Nhờ kỹ năng săn mồi đặc biệt mà loài cá này đặc biệt được các du khách yêu thích. Cái này thì em bắt ở ngoài tự nhiên về. Rồi bắt đầu em mới để trong đây và mình tập cho nó dạng hơn, giống như là khi khách lại tham quan thì nó sẽ bắn nhiều hơn. Ở ngoài thiên nhiên thì nó thường thường nó đeo những cái nhánh bần để mà nó săn con mồi. Thường thường thì nó ngậm nước trong họng, nó tạo thành một cái áp suất và nó bắn nước lên. Những con trưởng thành nó thì nó có thể bắn xa tới 2 mét lận. Cái đó là cái khoảng cách mà phải bắn tới con mồi và làm cho con mồi rớt xuống và nó ăn thịt. Hầu như con này là một động vật ăn tươi những con mồi và vừa tầm miệng với nó. Cá mang rổ là loài cá khá đặc biệt, có thể sống trong cả môi trường nước ngọt và nước mặn. Theo các tài liệu khoa học, khả năng săn mồi cừ khôi của cá mang rổ còn xuất phát từ việc loài cá này biết tận dụng động lực học của nước để tạo ra lực phun, chứ không đơn thuần là dùng những phần cơ nội tại trên cơ thể. Vì thế, có lẽ cũng chẳng quá khi nói rằng đây là loài cá giỏi vật lý nhất trong thế giới tự nhiên. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.